Rồi nhà vườn thân mình, nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tàn rinh thiên nhiên nhà mình nha. Dàn chi xương rất là già luôn. Đây, có cái tàn bay này. Rất là đều luôn nha. Rất là già nhà mình. Tàn bay này. Rất là ok luôn nha. Cây này có mã số là 281, có cái hình gốc là 40. Cây cao lên tới đây nha mình nha. Là 50. Cây có chiều dài cái tàn nha là 110. Cây đang nằm bầu đất là 45. Cây bầu đất rinh nha nhà mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. Là 1 triệu 7 bao ship nha mình nha. Cẩm thị tàn rinh thiên nhiên. Cây sống khỏe rồi. Cây đang thay lọc lên lọc mới nha mình. Này, mưa cái mấy bữa này, đang đâm lọc mới nè. Dàn xương này, rất là già luôn. Cây này về mình lên cái chậu mới cho em nó nữa là ok luôn. Cho cái tàn bay bay qua một bên. Khá là đẹp luôn nha. Cây bầu đất rinh luôn nha mình. Một rinh nha. Chung một cốt. Nhà mình xem tham khảo nha. Được duyên ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cẩm thị, cái bộ tàn bay nè. Khá là đẹp nha. Rồi mã số 281. Giao lưu nhanh với nhà mình là 1 triệu 7 bao ship nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt cho mình. Cây này một cốt cho mình nha. Liền một cốt. Chính giữa có cái hốc lũa này. Chính giữa có hốc lũa này. Cây sống khỏe rồi. Cây này có mã số là 282. Có cái hình gốc là 100 nha mình nha. Cây cao là 50, cây đang nằm bầu đất là 40. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 650 bao ship nhà mình. Cẩm thị, tên gọi khác là kim cương đen. Đây, cây quá khỏe rồi. Giữ hốc lũa nha. Lũa chảy. Cây quá khỏe nhà mình, xanh tươi luôn. Già cây nha. Nhà mình xem tham khảo nha. Ủng hộ nhà vườn luôn. Cẩm thị. Rồi mã số 282. Giao lưu nhanh với nhà mình là 650 bao ship nhà mình nha. Có già luôn. Cái này liền cốt bầu đất riêng. Nhà mình yên tâm nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này liền cốt cho mình nha. Cây rất chi là già luôn. Này. Già rất là già luôn nha. Lọc nó đi nè. Quá khỏe luôn. Xanh tươi tốt luôn nha mình. Cây này có mã số là 283. Có số đo tổng hoành gốc là 110. Cây cao là 54 nha. Tới cái đầu thân chính. Cây đang nằm ở cái bầu đất là 50. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 950 bao ship nha mình nha. Cẩm thị. Tên gọi khác là kim cương đen. Cây bầu đất rinh nhà mình này, liền cốt hết nhà mình nha. Cây rất là già luôn này. Cây này về nhà mình lên cái chậu nữa là ok. Ngay chỗ cái thân này nhà mình này, nó quyện vào nhau luôn rồi nha. Rất là già cây. Lọc nó đi này. Quá khỏe luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Được duyên ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cẩm thị này. Cây rất là già. Đen kịnh luôn nhà mình. Hai cái thân này nó quyện vào thành một nè. Khá là hay luôn nha. Cây bầu đất rinh. Nhà mình xem tham khảo nha. Ưng ý cái nào thì cứ ai bắt nhà vườn ủng hộ luôn. Rồi mã số 283. Giao lưu nhanh với nhà mình là 950 bao ship nhà mình. Cái này form khá đẹp nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này một cụm rừng liền cốt nha mình nha. Cụm rừng liền cốt luôn. Cây rất là già luôn nha mình. Đây, cây sống khỏe xanh tươi tốt luôn. Liền đều luôn nha. Bầu đất riêng. Cụm này khá là già nha. Cụm này có mã số là 284. Có cái hình là hình tổng nha mình nha. Là 165. Cao là 50 tới đầu thân chính nha. Và chiều ngang của bệ này là 90. Cây đang nằm cái bầu đất riêng là 70 nhân 40 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 2 triệu bao ship nhà mình nha. Cẩm thị. Này, cụm rừng.
cụm liền đều luôn nha mình nha. Cây này về mình lên cái khay mỏng mỏng nữa là ok luôn. Như một cánh rừng này nha mình, rất là già luôn. Còn bộ green nha, thì quá khỏe rồi, xanh tươi tốt luôn. Dạ cây nhà mình xem tham khảo nha, ưng ý cây nào thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen, cụm liền cốt, cụm rừng nha. Rồi mã số 284, giao lưu nhanh với nhà mình là 2 triệu bao ship nhà mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình. Cây này ba thân lớn liền cốt của nhà mình nha. Này bắt cầu qua đây nối nhau, cây bầu rinh nha, cây sống khỏe xanh tươi tốt luôn. Này, lọc non đi này, rất chi là sung luôn, xanh tươi nha. Cái này có mã số là 285, có tổng số đo hoành là 120 nha mình nha. Cây cao là 60 tới cái đầu thân chính. Cây đang nằm bầu đất rinh là 60 x 35 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn là 1 triệu 3 bao ship nha mình. Cẩm thị, tên gọi khác là kim cương đen nha. Chi cành đi quá khỏe luôn. Cây này về mình lên cái chậu mới cho em nói nữa là ok nha. Cây cành này rất chi là mập, quá sung luôn. Lọc đi nhà mình xem tham khảo nha, ủng hộ nhà vườn luôn. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen, rất là già luôn nha. Này liền bắt cầu rồi nha, bầu rất rinh luôn. Nhà mình yên tâm, cây quá khỏe rồi. Rồi mã số 285, giao lưu nhanh với nhà mình là 1 triệu 3 bao ship nha mình nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cụm cẩm thị nhà mình nha, cụm rừng liền cốt nhà mình. Đây, form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình nha. Lọc non đang đi nè, rất là khỏe luôn. Cây này cây đây có cái tay bắt cầu qua luôn nha, cây bầu rất rinh luôn nha mình. Cây này có mã số là 286, có số đo tổng hoành gốc là 120, cao là 65 tới cái đầu thân chính nha. Cây đang nằm bầu đất là 60 x 40 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn là 1 triệu 8 bao ship nha mình. Cẩm thị đây, cụm rừng nha. Cây này về nhà mình lên cái chậu nữa là ok luôn, tuyệt vời luôn nha. Nhìn như một cánh rừng thu gọn nha mình. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Thì quá là ok nha. Cụm này liền điều luôn nha mình, liền cốt đó nha, bầu rất linh luôn. Rất già cây. Nhà mình xem tham khảo nha, được duyên ngân ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi mã số 286, giao lưu nhanh với nhà mình là 1 triệu 8 bao ship nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây này một cốt cho mình nha, một cốt bầu đất rinh, cây sống khỏe xanh tươi tốt cho mình. Lọc non này, rất chi là sung luôn nha, rất là già cây luôn. Cây này có mã số là 287, có cái hình gốc là 55 nha, cao là 75 tới đầu thân chính. Cây đang nằm bầu đất rinh là 35. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn, 850 bao ship nhà mình nha. Cẩm thị đây, cây này trực một cốt nha. Cây này có cò này, có nâu bú luôn nha, lên nâu luôn, rất là già cây. Cây này về mình lên cái chậu nữa là ok luôn. Đây, lên cái chậu này mình đánh tàn dù nó ok luôn. Đây, này rất ok, già cây nha, liền một cốt nha mình, cây rất là già luôn. Nhà mình xem tham khảo nha, được duyên ngân ý thì ủng hộ nhà vườn luôn.
Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen. Ngay chỗ này săn phôi nó tróc da thôi nha mình nha. Giờ mình lấy kiểu liền thẹo bôi lên là ok thôi. Cái kiếm keo màu đen mình bôi lên cũng rất ok nha. Ngoài em đen nhưng mà trong em trắng nha mình. Này, cẩm thị nha. Rồi mã số 287. Zalo nhanh với nhà mình là 850 bao ship nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo Zalo một cây cẩm thị kim cương đen nha mình nha. Cây form thiên nhiên, cây sống khỏe xanh tươi tốt nha mình. Này, cây một cốt nha mình nha. Cây rất là già luôn. Vàng da này, rất là lão luôn nha. Đây một cốt. Cây này có mã số là 288 nha. Có cái hòn là 55, cây cao là 90. Cây đang nằm bầu đất là 40 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 650 bao ship nha mình. Cẩm thị, tên gọi khác là kim cương đen nha. Đây. Chị đi nè, quá khỏe luôn. Đây là một cốt thôi mình, rất là già luôn nha, xanh tươi nhìn rất chi là mát mắt luôn. Nhà mình xem tham khảo nha, được duyên ngân ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Cái này trực một cốt nha, cái này bầu đất đi nha mình, bầu đi nhà mình yên tâm, rất là già luôn nha. Rồi mã số 288, giao lưu nhanh với nhà mình là 650 bao ship nhà mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt cho mình nha. Cây này một cốt luôn nha mình. Chị đi nè, quá khỏe rồi. Xanh tươi luôn nha. Cây này có mã số là 289. Có cái hòn là 60 nha. Cây cao là 50 tới cái đầu thân chính nha mình. Cây đang nằm bầu đất là 35. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 900k bao ship nha. Cẩm thị, tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Này, cây này một cốt nha mình nha. Một cốt bầu đất riêng. Lọc xanh tươi luôn. Rất là già cây nha mình nha. Cây này về mình lên cái chậu mới cho nó là ok luôn. Hàng phôi mà vẫn nằm mãi mãi không lên chậu vẫn là phôi, mà phôi mà lên chậu là cái giá trị với lại cái form cây nó khác liền ở nhà mình. Mình xem tham khảo nha. Rồi mã số 289, giao lưu nhanh với nhà mình là 900k bao ship nhà mình. Xanh tươi luôn, quá khỏe, nhà mình yên tâm nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây sống khỏe xanh tươi tốt cho mình nha. Đây, lọc non lên đi nè, quá khỏe luôn. Đây, xanh tươi luôn nha mình. Cây này phôn quái nha mình nha. Phôn quái, chung một cốt nha. Cốt rất là già luôn nha mình. Cây này có mã số là 290. Có cái hòn là 90 nha mình nha. Cây cao là 55 tới cái đầu thân chính nha mình. Cây đang nằm cái bầu nuôi là 50. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn là 1.3 bao ship nha. Cẩm thị, 1.3 bao ship. Cây này phong quái nha mình, phong quái nha. Cây này chung một cốt nha mình, cốt rất là già luôn nha, rất là già luôn. Lọc ngon đi nè, quá khỏe luôn. Bầu đất rinh luôn nha mình. Có 5 thân, 5 thân lớn nhỏ chung một cốt. Nhìn đây như râu bạch tuộc vậy nha mình. Còn cái kiểu mình nhìn cái khác là như một bàn tay vậy. Khá là hay. Cái này quá nha. Cái này về mình lên cái chậu mới cho nó nữa là ok luôn. Cái này mình về mình lên cái chậu rồi mình cho khóm mấy cái đầu chi nè. Cũng khá hay nha.
nhà mình xem tham khảo, ưng ý thì ủng hộ nhà vườn luôn. Rồi mã số 290, giao lưu nhanh với nhà mình là 1,3 triệu bao ship nhà mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.